Tiến sĩ Lê Anh Tuấn, Bộ Tài nguyên và Môi trường cần rút ngay giấy phép lại. Ngày 23 tháng 6 năm 2017, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Nguyễn Linh Ngọc đã ký giấy phép cho phép Điện lực Vĩnh Tân 1 được nhận chìm vật liệu nạo vét ra biển. Giấy phép có hiệu lực ngay kể từ ngày ký và thời gian ấn định việc nhận chìm từ tháng 6 đến hết tháng 10 năm 2017. Thế nhưng chỉ 27 ngày sau đó, trả lời báo chí, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà nói là đang chờ kết quả quan trắc thu thập thông tin, số liệu môi trường nền tại khu vực được cấp phép nhận chìm từ Viện Hải Dương Học để làm cơ sở thực tế xem xét có giao khu vực biển cho doanh nghiệp để nhận chìm hay không. Điều này cho thấy có sự mâu thuẫn trong chỉ đạo và điều hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo tôi, có vẻ như đây là một quy trình ngược, bởi việc quyết định cho phép phải đi sau những khảo sát, thu thập số liệu nền và đánh giá đầy đủ mức độ an toàn hay nguy cơ của sự kiện. Luật Tài nguyên, Môi trường biển và Hải đảo cũng không thấy dòng nào cho quy trình cấp phép nhận chìm trước, sau đó cho khảo sát rồi lại cấp phép tiếp, quyết định ra biển. Vậy nên tôi nghĩ Bộ Tài nguyên và Môi trường nên rút ngay giấy phép trên để thực hiện đầy đủ các bước cần thiết khi có quyết định mới.